Sau khi xuất ngũ trở về địa phương để phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Ngọc Ấn đã tìm tòi tham khảo các mô hình phát triển kinh tế. Năm 2012, ông tập trung phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Sau nhiều lần thất bại thì nay, từ hai đàn ong ban đầu, ông đã nhân rộng và phát triển được gần 100 đàn. Lên các cái công ty nuôi ong ở trên Nghệ đàn học thì các cái ông giám đốc quen biết thì họ bày cho nhưng mà về cũng phải mày mò cho nên là mình phải tò chăm chú để mà nghe ngóng rồi để mà lần này không được thất bại lần khác ta làm thì ta dân được khi đã ổn định với nghề nuôi ong lấy mật ông Bùi Ngọc Ấn đã học hỏi và nghiên cứu lấy sữa ong để có được sữa ong chúa, ông phải gấp ấu trùng từ con chúa sinh ra vào mẫu chúa già rồi bỏ vào thùng. Đến thời điểm thích hợp sẽ lấy ra thu sữa ong chúa. Hiện ông đang khai thác 60 đàn lấy sữa, thu hoạch khoảng 15kg sữa mỗi năm. Tuy nhiên, việc lấy sữa ông chúa không hề đơn giản nên không phải ai cũng làm được. Hiện tại, sản phẩm sữa ông chúa của gia đình ông sản xuất ra được thị trường đón nhận, thu hoạch đến đâu tiêu thụ đến đó do đó trong thời gian tới ông bùi ngọc ấn dự định sẽ phát triển thêm đàn ông chúa lấy sữa đồng thời sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm lấy sữa ông chúa cho bà con nông dân có nhu cầu để nhân rộng mô hình giúp người sử dụng sữa ông chúa chất lượng tại địa phương